Việt Nam cơ chế tiền nhân. Việt Nam vô Việt Nam trái tim từ ai? Vì tổ quốc tê thép vung lên, vì tự do anh dũng xung phong diệt trừ ngoài xâm chỉ phường hải dân, bè lũ vô nhân. Việt Nam vô Việt Nam hiến binh xa thân. Việt Nam vô Việt Nam hiếu trung thành tín. Vì nói giống tu dưỡng tâm thân, vì hậu sinh anh dũng nêu gương dù đầu lìa thân dù hình hải tan quyết không từ nan. Đây dòng máu thiêng 4000 năm bất khuất kiên cường. Đây dòng máu thiêng Việt võ sinh hiến dâng tổ quốc. Đây hồn nước non ngọn đuốc thiêng anh sáng soi đường. Cách mạng tâm thân vô Việt Nam lửa thiêng lạc hồng sáng ngời bốn phương. Vô Việt Nam tỏa chiếu hào quang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.